tổng hợp body mist đỏ cho tình thêm nồng nàn. Người đẹp vì lụa nhưng mà người thơm là vì có body mist cả nhà nha. Thì vào một buổi chiều tháng 2, Suka muốn giới thiệu đến tất cả mọi người tổng hợp những em body mist màu đỏ. Chai đầu tiên này thì sẽ là chai Japandi Cherry Blossom mọi người ha. Thì đây sẽ là cái hương thơm pha trộn giữa hương quả lê, hoa anh đào Nhật Bản và gỗ đàn hương, mùi hương cực kỳ nhẹ nhàng và sang trọng luôn. Còn em thứ hai này sẽ là em Victoria's Secret Bomb Air Orange. Thì với hương thơm này sẽ là hương của lụa ngọt nè, cam huyết và việt quất tươi ha. Thêm với sự hòa trộn của quả dâu cho nên những cái nốt hương của em nó sẽ rất là sang trọng và lưu hương rất là ngọt ngào nhá. Victoria's Secret Pure Seduction Hit thì đây sẽ là một cái chiết xuất hoa dâm bụt kết hợp với quả mâm xôi. Hương thơm của em này sẽ vô cùng ấm áp luôn. Victoria's Secret Green Poppy, một sự hòa quyện hoàn hảo của hương hoa nhiệt đới, nổi bật nhất đó chính là hương hoa anh túc và lá violet, tạo một cái hương thơm nhẹ nhàng nhưng mà vẫn đủ nổi bật và cuốn hút, một mùi thơm ngọt vừa đủ ấm áp đó nha mọi người nha. Thì với hương thơm này sẽ rất hợp với những cô nàng nữ tính thanh lịch và trẻ trung. Thì cái mùi này nó sẽ ngọt nhưng mà rất là nhẹ nhàng mọi người nhé, không có nồng một xíu nào hết á, có thể sử dụng hàng ngày được luôn á. Và đây chính là hương thơm cuối cùng cả nhà nha. Em này thì của nhà Bath & Body Works, tên của em này sẽ là ở Thousand Widget, chiết xuất từ hồng sâm nè, mẫu đơn pha lê hổ phách mạ vàng, hương thơm mở đầu bằng một chút sâm banh nên rất là nồng ấm, sau đó sẽ trở nên nồng nàn nhờ vào hương hoa mẫu đơn. Wow, cái hương thơm cực kỳ quyến rũ, nhẹ nhàng, vô cùng sang chảnh mọi người ha. Đúng là em Body Mist này là một trong những cái item mà các nàng rất là nên sở hữu. Và ngoài ra tại nhà Suka vẫn còn rất là nhiều những hương khác nhau, mọi người có thể nhắn tin để các bạn nhân viên hãy dễ dàng tư vấn hơn nha.